Rồi, làm clip này nói về cái câu chuyện mà đang đang thảo luận ở bên group chat á, là đối với một số anh chị em mình có nói là chúng ta có tiền thì nên gom đất nền ở vùng ven Đà Lạt. À, bởi vì sao? Bởi vì đất nền vùng ven Đà Lạt á, nó đang một cái cơ hội mà sắp tới á, sau một cái giai đoạn khoảng 2 năm nữa thì nó đến cái chu kỳ của bất động sản là nó bứt lên rất là nhanh. Bởi vì trong cái quá trình mà 2 năm đó á, thì chúng ta bỏ vô bất động sản sẽ có hai dạng. Một là chúng ta bỏ vô căn hộ. Căn hộ thì chúng ta cho thuê mỗi tháng có 8 triệu 10 triệu liền được, nhưng căn hộ thì 3 tỷ rất là lâu, rất rất lâu để lên 6 tỷ. Nhưng đất nền mà bạn bỏ cho 3 tỷ thì có thể là sau đến cái chu kỳ của nó là lên ít 5 luôn là bình thường, chứ không đến nỗi là chứ không phải là ít ít 2. Và ví dụ như 3 tỷ lấy lên nhanh, bởi vì sao 3 tỷ rất nhanh lên 6 tỷ, và 6 tỷ cực kỳ nhanh lên 12 tỷ, nó ít lên gấp số nhưng như vậy đó. Thì trong cái quá trình đó thì đất nền nó có cái lợi hại, có cái lợi và cái hại, và đất và bất động sản và căn hộ cũng như vậy. À, căn hộ thì có tiền trong ngắn hạn nhưng mà khó ít hai, đất nền thì ngắn hạn tuy đã có tiền nhưng mà có thể là ít hai ít năm ít 10 là bình thường đó. Rồi tiếp theo là vì thì nếu mà chúng ta chọn 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 đất nền thì chúng ta chọn vùng ven Đà Lạt, những cái vùng mà du lịch đó thì nó có tiềm năng hơn. À, ngoài ra các bạn chọn vùng ven Đà Lạt thì nó có một cái nữa là các bạn có thể trồng những cái nông phẩm, ví dụ như nông sản các bạn cho trồng cà phê. Ví dụ như ở Đà Lạt thì các bạn mua vùng ven, đặc biệt vùng Mê Linh đó, vùng Mê Linh rất là ngon. À, khoảng 1 hecta hiện giờ đã đó tầm khoảng 2 tỷ mấy 3 tỷ đã có 1 hecta, đã đất nông nghiệp đó, đất nông nghiệp đó. Và các bạn hãy trồng cà phê 1 hecta như vậy, các bạn biết không, 1 hecta như vậy là có thể trồng được khoảng 4 tấn, thu hoạch 4 tấn, 1 năm 12 tháng để làm 2 tháng, 2 tháng đầu hầu như là 2 tháng đầu 2 tháng cuối làm 2 tháng, thì làm 2 tháng đó để thu hoạch, và các bạn chỉ cần set up hệ thống tưới tiêu này nọ đầy đủ. Thì bình thường là đang 4 tấn nó quy ra thì tầm khoảng 400 triệu cho đến 450 triệu thu về khoảng cái lượng tiền đó. Thì hiện tại mua mua trên đó đất, các bạn có thể khoán cho những cái dịch vụ, các bạn ra đất họ ra công thì thu hoạch xong rồi họ sẽ chia phần trăm với các bạn, thì bình quân 1 năm cũng có khoảng 400 đến 450 triệu. Vậy thì nếu mà tính ra nha, nếu mà tính ra chúng ta bỏ ra 3 tỷ chúng ta mua căn hộ 1 năm thì chắc chúng ta thu về được 400 đến 500 triệu, 500 triệu. Nhưng nếu mà bỏ vô cái này chúng ta thu hoạch như vậy nó ngon, nó ngon. Vậy thì cà phê nó có cái gì? Cà phê hiện giờ tôi có share cho các bạn một cái biểu đồ. Đây là cái biểu đồ cà phê nè. Tôi có share cho group này, các bạn có biểu đồ cà phê nó luôn tăng. Chiến tranh dịch bệnh và cái nguồn cung ai cũng dùng cà phê rất nhiều người dùng cà phê luôn tăng. À, để cho các bạn xem cái giá cà phê. Đây cái giá cà phê nè. Giá cà phê hiện giờ là 91, 92, 93, 94 nó một loạt là giá này. Đó, cho các bạn xem, đây là giá cà phê. Ok chưa? Và trong group tôi có chia sẻ, cũng trong group chat tôi cũng có chia sẻ cho anh em luôn rồi đó. Thì khi mà chúng ta trồng cà phê chúng ta chủ động được cái nguồn cung, có nghĩa là gì, cà phê để lâu được. Ví dụ các bạn thu hoạch ra mấy trăm bao đi, mấy trăm bao đi thì các bạn gửi cho đại lý ngoài đó, nó giống như cái sàn đó, thì các bạn tạo được cà phê để lâu được mà. Nhưng mà phải chọn uy tín nha, ở trên nó có mấy cái sàn nó cũng bùng, nó mấy cái đại lý nó cũng bùng hàng của chúng ta nó chạy luôn. À, tại vì khi cà phê lên giá quá nó thèm quá nó bán kỳ vọng nó mua lại, thì cuối cùng nó lên hoài luôn, cái nó toàn luôn, nó trốn nợ luôn đó, nên phải uy tín phải chọn. Thì trên đó tôi có một người bạn là người nhà họ làm cà phê luôn, người nhà họ làm đại lý luôn, cho nên tôi biết cái đó và hàng cũng gửi cho đó. Ví dụ tôi cũng đang cho chồng và khai thác, thì khi mà ra cái lượng hàng thì rồi sẽ gửi nó tôi trade. Ví dụ như cà phê chúng ta về anh em trader chúng ta biết nhiều thứ, biết về vĩ mô này nó ngon hơn những người đó, cho nên tỷ lệ thắng chúng ta sẽ cao rất nhiều. Họ không vé họ chơi với các bạn đâu, anh em đã chơi cái này nhiều và biết về vĩ mô rồi, bạn lên trên đó các bạn làm cái trò này là không ai chơi lại các bạn đâu, tỷ lệ thắng các bạn cao rồi. Thì chúng ta biết, ví dụ như chúng ta sẽ coi được cái tình hình vĩ mô và chính trị thế giới, chúng ta sẽ coi ví dụ như vừa rồi Nga với Ukraine đánh nhau, các bạn thấy cái trục giá của thằng cà phê nó liên tục nó tăng nè, đang thấy không, nó liên tục nó tăng nè, trục giá nè liên tục nó tăng 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 liên tục tăng một mặt tăng liên tục đó. Thì chúng ta sẽ xem, vậy thì có những cái đoạn mà chúng ta thấy cà phê nó điều chỉnh, chúng ta bán ra sau đó chúng ta mua lại hàng, chúng ta vẫn ký gửi ở trên cái đại lý đó, vẫn ký gửi trên tiền sàn đó, và ở trên đó nhiều lắm, nhiều nhiều dạng như vậy lắm, và thanh khoản cũng rất là lớn ha. Cà phê thì hiện giờ chưa kể đến việc, ví dụ nãy tôi nói là 1 hecta là trồng được 4 tấn, thì hiện giờ cái công nghệ mới, công nghệ Brazil á, công nghệ mới hiện giờ á, nó tự phun và nó nhỏ giọt á, thì nó sẽ cho thu hoạch thay vì 1 hecta được 4 tấn thì nó được đến 6-7 tấn rồi. Nó rất là ngon. Cho nên nếu mà biết biết chơi lên đó chơi cái này đã lắm. Ví dụ có tiền nhàn rỗi thì chơi này vui lắm. Ví dụ như tôi bỏ tiền vô vài mảnh đất mà đất bằng nha.
tại vì các bạn đứt đứt dốc á, thì thu hoạch cà phê nó mất công và mất nhiều cái việc nên nên các bạn sẽ bị thiệt. Còn đứt bằng thu hoạch được nhiều cà phê hơn và giá nó cũng ok hơn. Và chọn thì đừng có chọn đâu, các bạn chọn vùng ven Đà Lạt, khí hậu nó tốt, chi phí nhân công cũng rẻ và có sân chơi ngoài đó luôn, rồi có thể thu hoạch cà phê, chất lượng cà phê và nông sản nó cũng ngon hơn, nông phẩm nó cũng ngon hơn, nó cũng ngon hơn ở những vùng ven khác, ở những cái vùng giống như Bình Phước hay gì đó, nó không có bằng à. Và cho nên các bạn lựa chọn đó thì là một trong những cái kinh nghiệm về bất động sản mà cô đang đánh hiện giờ. Cô mua vàng mảnh ở đó, cô đang hợp đồng với ngoài đó xong rồi cho chồng vậy thôi, đến lúc đó một năm làm có 2 tháng nè, nó thu hoạch. Vừa rồi là mới thu hoạch cà phê xong nè, vừa rồi là tụi nó mới thu hoạch xong rồi nó ký cỡ bên sàn thôi, vừa rồi là cô bán 91 cái mấy, bây giờ bữa nay lên 94 mẹ nó rồi không, bữa nay là 92 đúng không, vừa rồi lên 94 bữa nay xuống 92, bán ra xong rồi xuống mua lại giống như Jesse Livermore đó, các bạn đọc cái quyển Chết vì chứng khoán chưa, cái trang vậy. Cho nên tiền nó là tiền nhàn rỗi thả vô trong quá trình mà đợi đất nền nó 2 năm 3 năm, ít thì ít ít lên thì mỗi năm anh em mình cũng có mấy trăm triệu, 400-500 triệu bỏ túi đúng không đó. Rồi ví dụ mà các bạn lỡ các bạn bán giá cao, các bạn không mua lại được thì kệ cha, nó mùa sau thu hoạch mình có cả đống cà phê mình đâu thiếu, hiểu không ạ? Nên cái trò này rất là vui, nhưng mà nó chỉ dành cho những người có tiền, những người tiền nhàn rỗi thì nó thấy vui, còn những người chưa có tiền quay lại nha, quay thay mà thì ráng lượm tiền à, bữa nay BGC không có ổn lắm, đừng có bay, ok chưa, canh lên xe xuống 30 phút cho nó an toàn, ok vậy nha.